Bạn, mình là Đoàn Lóc Zoom, mình đang chơi chiếc Oppo Reno 5G Pro nhá. Thì bây giờ mình sẽ chạy cái mình sẽ phá cái tài khoản ID, cái Oppo ID của con này nhá. Con này nó là máy xách tay của China. Và con này hiện nay cái phiên bản nó rất là cao rồi. Đấy, nó chắc nó phải tầm Android 13 gì đó. Rồi, con này do cảm ứng nó hơi kém, cái này nó màn thay nên cảm ứng nó hơi kém nên là mình trong quá trình làm cũng khá là lằng nhằng, bởi vì là làm cái này nó chủ yếu là thao tác tay nhiều. Đây, đây các bạn xem thông tin nhé, sau khi mình phá xong thì bây giờ máy trắng hoàn toàn nhé, các bạn đặt lại reset máy thoải mái các thứ nhé. Đấy, con này nó là phiên bản xách tay của thị trường Trung Quốc. Mình cho bạn xem về giới thiệu điện thoại này. Đây nhá, con này Oppo Reno 5 đây, Pro cộng này, bản 128GB này, RAM 8GB này, Android 12 nhá. Rồi, thì những bác nào có những cái máy này mà muốn phá Oppo ID thì phải liên hệ bên mình nhá. Đối với cái dòng này là các bạn vẫn phải gửi về bên mình mới phá được nhá, chứ được những cái đời chạy chip Snap này thì chưa thể làm online được nhá. Còn nếu mà chip MTK hay các chip khác thì cũng có thể làm online được, nhưng đối với chip Snap của thằng Oppo đời cao như cái con này là bắt buộc phải gửi về bên mình mới làm được. Thì bên mình là Đoàn Lóc Zoom, bên mình chuyên nhận phá mật khẩu nhá, phá tài khoản Google, Gmail rồi thì iCloud, Bypass iPhone các thứ, unlock SIM các thứ nhá, unbreak máy. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ bên mình nhá. Search Đoàn Lóc Zoom trên Google ra bên mình đầu tiên. Các bạn có thể subscribe kênh YouTube của mình lại nhé. Xin cảm ơn, xin chào các bạn.